Chào quý khách. Trong dịp Tết để phục vụ các quý khách hàng thì ô tô Việt Tuấn có về một loạt sản phẩm mới. Còn những chiếc xe mà dòng xe mà các khách hàng đã quen thuộc và yêu thích trên thị trường. Hiện tại ô tô Việt Tuấn đang còn Prado 2014 biển tỉnh màu đen, xe cũng rất là đẹp, rất là mới. Highlander thì màu trắng, nhập Mỹ, 2.7 sản xuất 2016, biển thành phố chính chủ, NX 300 gần như mới tinh, 2019 chạy 2 vạn cây, bảo hành chính hãng, có lixật, Volvo XC90 2017. Và đủ có năng hạ gầm, màu trắng nội thất màu kem vàng, xe rất mới, chất lượng chính hãng để phục vụ cho quý khách. RX 350 màu vàng sản xuất 2018 của Lexus đang bảo hành chính hãng, chạy hơn 4 vạn km. RX 350 nhập Mỹ sản xuất 12, chiếc xe này rất là phù hợp với những người mà đi tốt dùng bền. Màu trắng nội thất màu kem nhạt, chạy 4 vạn mai để phục vụ quý khách. RX 350 sản xuất 2016 bản S-Sport nhập Mỹ, bản thể thao, nội thất màu đỏ, xe có gãy số vô lăng, cửa nóc rộng, nhập nguyên chiếc từ Mỹ về, chạy hơn 3 vạn km. LX 570 bên mình đang còn hai chiếc, một chiếc 13, hai chiếc 23, đều xe một chủ sử dụng rất giữ gìn, màu trắng nội thất màu kem, đủ đồ, có cả phanh khoảng cách, hộp lạnh. Và các bạn có thể thăm khảo xe đến qua ô tô Việt Tuấn 562 Nguyễn Văn Cử để tham khảo những chiếc xe mà mình đang giới thiệu với các bạn. Trong nhà hiện nay còn chiếc Lexus 2012 màu vàng, cũng nhập Mỹ về, xe cũng rất là mới, nội thất cũng màu vàng này. Lexus NX 300 2018 màu cà phê, xe chất lượng cũng rất là cao, chạy hơn 3 vạn, bảo hành chính hãng, biển thành phố. Các bạn có thể đến ô tô Việt Tuấn để tham khảo được mà. Mạc S 400 sản xuất 2017 màu đen, nội thất màu kem, chạy 3.4 km, xe rất là đẹp, không có lỗi nhỏ, các bạn cũng có thể đến tham khảo được. Audi A5 Sportback sản xuất 2012 trắng kem. Chạy hơn 5 vạn km. Hiện tại đều có mặt tại ô tô Việt Tuấn để các bạn ưa thích những dòng xe và phù hợp với các bạn, có thể các bạn đến ô tô Việt Tuấn để lựa chọn những cái dòng xe mà các bạn đang ưa thích trong dịp Tết này.